Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí, kênh cập nhật tin tức nhanh nhất và hấp dẫn nhất mỗi ngày. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật thoải mái nhé. Toàn cảnh lễ ăn hỏi của cầu thủ Công Phượng, khách sạn đắt nhất Sài Gòn, chi phí 2,6 triệu một người. Tối ngày 3 tháng 6, Công Phượng tổ chức lễ ăn hỏi kín đáo cùng bạn gái lâu năm Tô Ngọc Viên Minh. Buổi lễ của chàng cầu thủ nổi tiếng được chuẩn bị rất sang trọng và đẳng cấp tại một khách sạn 5 sao bậc nhất tại Sài Gòn. Địa điểm tổ chức tiệc lên đến gần 550 m². Khách sạn này từng là nơi siêu sao David Beckham lựa chọn để lưu trú khi tới Việt Nam. Ngoài ra, các món ăn cũng được chuẩn bị bởi những đầu bếp quốc tế, chi phí cho một khách lên đến 2,6 triệu đồng. Đáng chú ý hơn, buổi tiệc của Công Phượng còn có ca sĩ Hoàng Dũng. Anh thể hiện bản hit Đôi Lời dành tặng đôi uyên ương. Không gian của buổi tiệc tất cả đều được trang trí bằng hoa tươi đắt đỏ. Từng bàn tiệc được chăm chút kỹ lưỡng, sảnh đón tiếp cũng lộng lẫy. Mỗi khách mời đều được viết tên lên biển với logo Phượng và Minh. Cho đến phút cuối, những hình ảnh về ngày trọng đại của chàng cầu thủ nổi tiếng vẫn được giữ kín. Chỉ đến khi tiệc tàn, khoảnh khắc hiếm hoi về lễ ăn hỏi mới được bạn bè cặp đôi hé lộ. Một trong số đó là đoạn clip cô dâu Viên Minh được bố là ông Tô Duy Lâm, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào lễ đường. Lễ đính hôn của Công Phượng Viên Minh được diễn ra tại tư gia gia đình nhà gái trước, sau đó phần tiệc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tại tiệc nhà gái, cô dâu chú rể diện áo dài truyền thống, đến khách sạn Viên Minh diện váy cưới trắng xinh đẹp, còn Công Phượng mặc vest bảnh bao. Tham dự lễ ăn hỏi của Công Phượng, ngoài trợ lý ngôn ngữ đội tuyển Việt Nam ông Lê Huy Khoa, còn có cầu thủ Nguyễn Tiến Linh, trung vệ Trần Hữu Đông Triều. Danh sách khách mời bị hạn chế là do thời điểm diễn ra đám hỏi, cũng là lúc V-League chuẩn bị bước sang vòng 3 vào ngày 5 tháng 6 tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.